TruNet đang đồng hành cùng nước Nga hài hước. Nhìn lại bên lề cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, phía bên Ukraine lẫn BBC, CNN liên tục đưa tin giả, nhiều lắm, nhiều không kể xiết. Tuy liên tục bị vạch mặt nhưng họ vẫn cứ tiếp tục đưa tin đơn giản, đây là chiêu trò thủ đoạn, nói dối không biết xấu hổ. Chiến dịch đưa tin dối trá của hệ thống truyền thông Mỹ, phương Tây làm việc theo phương châm cứ ném thật nhiều bùn rồi thế nào cũng dính một ít để định tội một ai đó với bẩn một quốc gia nào đó, họ tha hồ bịa chuyện bằng các thuyết âm mưu và suy diễn, với trí nhớ hạn chế của phần lớn cộng đồng mạng yêu giải trí, sau một thời gian, thứ mà thường động lại là những dòng tiêu đề lớn, bất kể nội dung sau đó ra sao, phần lớn bị quên lãng. Thế là đúng kiểu ếch đun nước sôi, dần dần chúng ta tin vào những thứ hoang đường. Lấy ví dụ để kết tội Stalin là một độc tài khát máu, bạo chúa diệt chủng. Đầu tiên, người Mỹ sẽ đưa ra các tin độc hướng tới độc giả là kẻ thù và nạn nhân của Stalin nhằm kích động đám người hung hãn này. Kế đó, pha loãng thông tin bằng việc đưa tin ba đúng một sai bằng cách tiếp tục đưa ra các thuyết âm mưu xét lại lịch sử về các lỗi lầm của Stalin và khuếch đại chúng. Bắt đầu so sánh giữa Stalin và Lenin để hạ bệ tượng đài Cuối cùng là chiến dịch ồ ạt đưa những thông tin bịa đặt về Stalin trên khắp các mặt trận. Và thế là ở Việt Nam, các bạn trẻ dẫn linh báo CNN, BBC, VOA tiếng Việt, kể cả tuổi trẻ nữa. Không bao giờ chịu đọc RT Sputnik xem người ta nói gì về Stalin. Và quan trọng là chịu tìm hiểu xem người Nga nghĩ gì về Stalin, lãnh tụ tối cao của Liên bang Soviet từ năm 1924 đến năm 1953. Không phải ngẫu nhiên mà trong một cuộc bầu chọn diện rộng năm 2017, người dân Nga đã bầu Nguyên Xóa Stalin là danh nhân có ảnh hưởng quan trọng nhất của nước Nga, xếp trên Tổng thống Putin và Đại thi hào Pushkin. Và mặc dù Stalin vô thần, nhưng ở rất nhiều nhà thờ Nga, ông đã được phong thánh. Không phải ai trên thế giới này cũng dùng não đó chính là lý do mà tại sao bộ máy truyền thông định hướng của mỹ và phương tây lại hoạt động hiệu quả đến như vậy quỷ cốc tử nói lời nói của số đông biến không thành có đó chính là cách sử dụng tin giả để làm vũ khí từ thời cổ đại thời cận đại thì đức quốc xã dùng chiêu trò nói mãi phải tin để lừa dư luận tóm lại dù là thời nào thì kẻ thao túng được dư luận cũng trở thành kẻ làm chủ mọi cuộc chơi không có gì là lạ khi kẻ giàu mạnh nhất là Mỹ lại tìm mọi cách chiếm lĩnh mọi mặt trận thông tin trên toàn cầu. Ngoài hệ thống thanh toán Petrodollars do Mỹ kiểm soát, thì truyền thông bẩn của Mỹ là thứ vũ khí vô hình cực kỳ nguy hiểm đối với thế giới mà loài người cần phải cảnh giác. Thật đáng tiếc là rất rất nhiều người không có não nên họ chỉ biết đú theo những gì hào nhoáng bề ngoài của Mỹ để hùa theo kẻ thủ ác ghê rợn nhất thế giới. Nhưng người Nga ngày nay có một thứ vũ khí bí mật cũng rất gì và này nọ, bởi vì Nga ngố luôn nổi tiếng là hài hước và bất chấp, chẳng phải ngẫu nhiên mà họ được mệnh danh là hành tinh Nga. Trước chiêu bài vu cáo như thế của truyền thông phương Tây, đối thủ của họ phải làm gì chứ? Tất nhiên rồi, không thể ngồi im mà chờ chết được một Xô Viết hùng cường như thế còn bị truyền thông Mỹ dùng diễn biến hòa bình từ từ bóp nghẹt kia mà. Vậy hãy xem nước Nga của Vladimir Putin đã làm gì để chống lại chiêu bài nhơ bẩn của truyền thông kền kền từ Mỹ và phương Tây. Vâng, nước Nga thời Putin đại đế đã chọn phương thức nước Nga hài hước để đáp trả lại tất cả những cáo buộc ấy. Đồng thời, để chuẩn bị cho cuộc chiến truyền thông, nếu người Trung Quốc đang xây dựng hệ thống Internet vạn vật thì người Nga xây dựng hệ thống mạng riêng cho quốc gia Runet. Chính phủ Nga đã tuyên bố thử nghiệm thành công hệ thống kết nối internet độc lập giữa nước này với toàn cầu vào cuối năm 2019. Điều đó chứng tỏ rằng nền tảng của hệ thống cơ sở hạ tầng internet quốc gia của đất nước được biết đến bên trong Nga là Runet có thể hoạt động mà không cần truy cập vào hệ thống DNS toàn cầu và internet bên ngoài hay không? Từ đó sẽ giúp Nga xây dựng một mạng internet độc lập, bảo vệ Nga khỏi các mối đe dọa bên ngoài. Với lưu lượng internet khổng lồ ở Nga được định tuyến lại thông qua thử nghiệm Runet đã trở thành mạng nội bộ lớn nhất thế giới. Cuộc thử nghiệm đặt ra yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng Nga ISP phải cài đặt các biện pháp kỹ thuật nhằm điều hướng toàn bộ lưu lượng internet của Nga đến các điểm trung chuyển được phê chuẩn hoặc các điểm được quản lý bởi roscom -Nazos. roscom nazos sẽ giám sát lưu lượng mạng internet để ngăn chặn các nội dung bị cấm và đảm bảo rằng các dữ liệu được truyền tải giữa những người dùng internet ở nga sẽ chỉ nằm ở tại nước nga chứ không bị điều hướng không cần thiết đến các máy chủ ở nước ngoài nơi chúng có thể bị can thiệp với việc thử nghiệm thành công, tổng thống Vladimir Putin còn tuyên bố đã sẵn sàng xây dựng một kho tư liệu lịch sử khổng lồ trên internet, đưa tất cả những chứng tích và sự thật về thế chiến 2 lên nhằm để những cái loa chuyên đổi trắng thành đen phải ngậm mồm. Mỹ đã bắt đầu chiến dịch xét lại lịch sử, âm mưu xóa di sản của Xô Viết ra khỏi dòng chảy lịch sử của nhân loại. Cứ nhìn những gì đã và đang diễn ra ở Ukraine hay Ba Lan thì biết. Thế nhưng Nước Nga cũng đã sẵn sàng. Mấy ngày vừa rồi, Nga đã đóng cửa một số báo và kênh truyền hình của Nga là đại lý truyền thông của nước ngoài ở Nga. Đây là các tổ chức của người Nga được thành lập và đăng ký pháp nhân ở Nga từ lâu, từng có tiếng vang nhất định trong xã hội Nga, nhưng mấy năm vừa rồi, họ nhận nhiều tài trợ của nước ngoài và đưa tin ít nhiều sai lệch, định hướng, từ lúc đó đã bị liệt vào danh sách các đại lý truyền thông nước ngoài. Ngày 4 tháng 3 năm 2022, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tổ chức và cá nhân phổ biến phát tán thông tin sai lệch về xung đột Nga-Ukraine, có thể phạt tù lên tới 15 năm. Việc này là cần thiết vì ở Nga không có kiểm duyệt, không cần giấy phép xuất bản nên ai muốn nói gì, viết gì thì cứ làm. Ngay sau khi có luật mới, các hãng tin như BBC, CNN, Bloomberg CBC đã thông báo ngừng hoạt động ở Nga. Họ bù lu bù loa lên là vì bị sức ép từ phía chính quyền. Nhưng thực tế là khi đưa tin giả, fake news sẽ bị ngồi tù nên đám truyền thông mõm từ phương Tây hết đất dụng võ. Giới chức Nga cho biết thông tin giả do kẻ thù của Nga như Mỹ và đồng minh phát tán nhằm mục đích gieo rắc bất hòa trong dân Nga. Các nghị sĩ Nga cũng áp đặt trừng phạt với bất cứ ai kêu gọi trừng phạt chống Moscow vì tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine. Mỹ về cơ bản đang nắm truyền thông mạng xã hội. Trên mặt trận này, Mỹ đang nắm ưu thế rất lớn về việc tùy ý kiểm duyệt thông tin đưa lên. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là hiện giờ không phải Mỹ có thể xuyên tạc gì thì xuyên tạc. Ít ra còn có các nền tảng mạng xã hội khác không nằm trong tay Mỹ. Huống chi, hơn 6 tỷ người trên trái đất này đâu phải ai cũng là kiều có cái não cá vàng. Trong cuộc chiến thông tin, Mỹ sẽ chẳng là gì khi không thể đưa tin giả hoặc chí ít tin giả bị vạch trần. Đường dài mới biết ngựa hay, hãy chờ xem gấu Nga hay đại bàng Mỹ sẽ chiến thắng trong cuộc chiến truyền thông này. Chân lý không bao giờ thuộc về số đông mà nó thuộc về lẽ phải thế giới gặp hiểm nguy không chỉ bởi miệng lưỡi của kẻ ác mà còn ở sự im lặng của những người lương chân ai có tấm lòng với công lý ai yêu thương loài người thì xin đừng im lặng trước tội ác của mỹ và phương tây